quý vị, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 15 tháng 6 về tình hình kinh tế xã hội những tháng đầu năm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh nguy cơ áp lực lạm phát lớn có thể diễn ra trong dài hạn. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thì chỉ số chứng khoán ngày càng đi lệch so với nền kinh tế thực, không còn là hàn thử biểu của kinh tế. Vòng xoáy này sẽ gây áp lực lạm phát lớn trong dài hạn, ảnh hưởng rất mạnh đến kinh tế vĩ mô. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh về bối cảnh đến năm 2021, những nhận định đánh giá của văn kiện Đại hội 13 là hoàn toàn chính xác, song có hai vấn đề có diễn biến khác sâu sắc hơn. Thứ nhất là tình hình phòng chống dịch COVID trên thế giới trong năm 2021 có những kịch bản khác biệt hoàn toàn so với năm 2020. Năm 2021, các nước phát triển có vaccine nên họ đã kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, ở nhiều nước châu Á, đặc biệt Đông Nam Á, tỷ lệ tiêm chủng còn thấp, nguồn cung vaccine khó khăn nên rủi ro lỗi nhịp với kinh tế thế giới đã hiện hữu. Thứ hai là rủi ro bong bóng tài sản trên toàn thế giới do hiệu quả của chính sách tiền tệ siêu nới lỏng của Mỹ và các nước trên thế giới. Giá bất động sản trên thế giới, nhất là Canada, Mỹ, Hàn Quốc trong 4 năm tháng đầu năm tăng từ 20 đến 25%, có những thời điểm tăng lên 35%. Giá dầu thô tăng cao, giá nguyên nhiên vật liệu, nông sản cũng tăng và đặc biệt chứng khoán bùng nổ toàn thế giới kể cả Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình như vậy, Chủ tịch Quốc hội đã chỉ ra những kết quả đạt được gần 6 tháng qua, cơ bản mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, giúp duy trì ổn định đời sống kinh tế xã hội. Đặc biệt, các chuỗi cung ứng chưa bị ảnh hưởng nghiêm trọng dù dịch bùng phát ở các khu công nghiệp. Xuất nhập khẩu đạt tăng trưởng rất tốt bất chấp những tác động của dịch bệnh COVID-19. Giá bất động sản và vật liệu xây dựng cơ bản được kiểm soát. Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá, mặc dù giá nhiều mặt hàng tăng, song tình hình lạm phát năm nay sẽ được kiểm soát ở mức dưới 4% bởi sức cầu đang quá yếu.